Chủ doanh nghiệp Khăn Long trẻ tuổi Nguyễn Quân Hoàng rất giỏi trong việc thiết kế Khăn Long. Anh cho biết bảo vệ này là bản đồ Đài Loan nhìn từ Biển Đông nên hình dạng khác hơn là bản đồ Đài Loan. Các loại động vật của Đài Loan như báo gấm, ngấu đen, rùa biển được in trên Khăn Long và núi Ngọc Sơn cũng được in trên áo bọc vali hành lý. Anh Hoàng nói, Tôi thấy rất thú vị khi có thể nhìn thấy hành lý của mình với hình các ngọn núi của Đài Loan trải trên băng truyền hành lý. Anh Hoàng rất thích du lịch. Anh thiết kế khăn lông của hơn 200 quốc gia trở thành sản phẩm được tiêu thụ khá mạnh. Thậm chí anh còn thiết kế khăn tắm theo yêu cầu của khách như trang khăn lông có tên cha mẹ và con của họ. Anh Nguyễn Quân Hoàng học ngành thiết kế. Anh về Trúc Sơn, huyện Nam Đầu, quê hương của anh để lập nghiệp. Anh thiết kế hình ảnh trên máy tính rồi in lên khăn lông theo sự mở cửa của thị trường, đơn đặt hàng tới tấp, doanh thu đạt 3 đến 4 triệu một năm. Nhưng cái giá mà anh phải trả đó là thời gian ngủ của anh ít đi. Tôi bận hết đợt hàng này đến đợt hàng khác. Đại khái phải bận liên tục gần 200 ngày, không có ngày nghỉ, không có thời gian để ngủ. Còn hoa sĩ đường phố âm à mảnh thì không cần phát thảo mà trực tiếp vẽ lên trên tường luôn. Hình vẽ sinh động khiến cho nòi lẩu trông rất ngon. Âm à ảnh nói, toàn là người ta truyền tay nhau, biết tôi đang vẽ thì họ kéo đến xem rồi trực tiếp mời tôi hợp tác với họ trong hình là cú mèo con vật tượng trưng của trúc sơn a ảnh dùng màu rất táo bạo thể hiện tính đa dạng của địa phương a ảnh vốn là nhà vẽ tranh minh họa nay chuyển nghề tuy thu nhập không hơn nghề vẽ tranh minh họa nhưng lại có thể tương tác với nhiều người Cô nói nhưng biểu hiện khẳng định tôi trên gương mặt của khách tôi cảm thấy rất vui có thể đây là cái mà tôi thu hoạch được nhiều nhất ở trẻ về quê lập nghiệp, chúng đổi tài hội họa và niềm đam mê thành sự nghiệp, nỗ lực xây dựng kinh tế cho bản thân.